Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8 năm 2022, mùa thu nắng vàng rực rỡ trải đều trên khắp đất trời thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Tại một hội trường nhỏ nhưng sang trọng, đội múa trái tim và tình bạn và anh em bạn bè thân hữu đã tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc mừng sinh nhật nghệ sĩ múa Thu Hương tròn 0 tuổi. Biên tập viên Thu Hà, truyền hình Việt Đức VTV đã có mặt và ghi lại những hình ảnh sinh động và tuyệt vời này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. On this day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Mừng sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you. Ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Thay mặt những người thực hiện chương trình, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến nghệ sĩ múa Thu Hương những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất. Chúc Thu Hương, nghệ sĩ múa trẻ đẹp mãi và mang niềm đam mê với những vũ điệu múa tuyệt vời đến với cộng đồng.